Mời cả nhà xem cảnh quang cảnh ở chợ nổi Cần Thơ nha. Mình đang đứng ở đây trên một cái gọi là lò làm hủ tiếu, nhưng mà bán rất là nhiều những sản phẩm từ thủ công mỹ nghệ cho đến là thực phẩm làm sẵn. Nhìn chung thì đây là mới lần thứ hai mình đến, mình là người Cần Thơ mà lần thứ hai mình đi du lịch chợ nổi thôi, mà lần này thấy là những cái tàu thuyền du lịch rất là nhiều, phát triển du lịch rất là tốt. Còn những cái ghe mà bán đồ trái cây này kia thì ít hơn ngày xưa, có lẽ là đường bộ phát triển rồi. Du lịch rất là phát triển. Những cái nhà hàng nổi, những cái lò bán thủ công mỹ nghệ, đồ kỷ niệm này kia vân vân thì rất là nhiều. Đây là lò làm hủ tiếu nha. Cho nên đây là hủ tiếu nè. Ồ, đủ màu ở trên. Hủ tiếu màu xanh lá dứa, màu gớt, rồi màu tím của hoa này là hoa bí đậu biếc nè. Chợ nổi quá rồi, chị tham quan nha. Chị mới có một cái lò, một điểm gọi là dừng chân ở trên chợ nổi thôi, còn đi từ còn ba cái lò khác nữa. Hôm nay là thứ ba, nhưng mà vào mùa hè cho nên là khá đông khách du lịch. Nói chung là du lịch phát triển đấy, rất là nhiều tàu. Sang nó biểu luôn cái tuốt mà. Mình vô mình xem làm trực tiếp về nghỉ hết luôn á, chúng ta đâu có màu đâu. Đây, người ta trực tiếp rồi làm cho mình xem luôn. Làm hủ tiếu. Này màu lá dứa hả? Ồ, không phải là làm bánh ướt, bánh cuốn gì luôn chứ không phải là hủ tiếu. Không, cái đầu bột hủ tiếu nha. Rồi để cấm anh nói dẹp nha, bột hủ tiếu. Đây là cấm dẹp. Cấm dẹp thì em có ăn rồi. Rồi, hủ tiếu là cái bột hủ tiếu như dừa đậu xanh. Ừ, cấm dẹp ngon quá. Dừa mới cộng ra nha. Ngon quá. Tại bột ướt hành tiếu. Khi mình cộng là nước dừa là 20 phút sau mình hả, để dừa nắm vào. Bánh hủ tiếu ngọt 35.000. Cái này là bánh cuốn ướt đó phải không? Trời ơi, mình biết rồi. Ngon lắm, ăn thử rồi ngon lắm. Ăn thử luôn. Kìa, ăn thử chứ thôi mình no luôn quá. Ngon. Ăn thử nè, ngon lắm. Cấm dẹp tập sản. Cốc lệ họ hàng mình mới tìm được ở ngoài Quảng Ninh vào. Hà ngon lắm hả, cấm dẹp đặc sản Tây Nam Bộ á. Ngon quá, miếng nữa ngon quá. Ngồi mua chứ. ngon lắm mọi người ơi. Bánh hủ tiếu ngọt làm bánh này, bánh hủ tiếu ngọt có nghĩa là cái bột là hủ tiếu thôi, mà nó là cái bánh anh cuốn ướt mình thôi, cũng ngon lắm. Mà cấm dẹp ở đây là mới làm, màu trộn nhiều dừa mềm nè. Trời ơi, rong quá trời. Ở chợ ở ngoài mình có luôn hết lên. Không hợp thôi. Kệ, thích thì ăn không sao. Rẻ mà mua hai hộp cũng được. Ok. Mấy người em Quảng Ninh vô ăn thưởng thức. Dân Quảng Ninh vô miền Tây ha, lần đầu ăn món gì hay cũng ngon. Úi trời ơi, cái gì cũng ngon. Ôi, cái lò đằng sau, hủ tiếu nhà bè. Còn quá trời khách du lịch luôn. Mùa hè Cần Thơ đón nhiều khách. Lúc này du lịch phát triển quá. Quá trời phát triển du lịch luôn rồi. Mình đi qua bên đây nha, ăn được hai món rồi, vừa qua đây ăn món gì nữa đây. Ăn thử đi, cái này mình ăn thử, người ta mời ăn thử là no luôn, ăn sáng no luôn, khỏi cần phải mua đồ ăn. Này là bán gì đây, thạch dừa hay gì á, bán này là bán gì hả, hút nốt hả? Dừa nước đặc sản, đặc sản Tây Nam Bộ luôn, dừa nước luôn. Nói chung là đa dạng sản phẩm cho mọi người lựa chọn, muốn cái gì cũng có. Mà nó vui là mình đi du lịch sông nước, gió mát, mua đủ thứ hết.
quá trời đông luôn. Kẹo dừa không đường. Kẹo dừa không đường. Trong dừa đã có đường rồi, tức là không thêm đường nữa, chứ không phải là không ngọt. Kẹo dừa không đường. Ồ, kẹo dừa dẻo. Sản phẩm này mới thấy nè. Ờ, kẹo dừa này, cái bao bì này, cái này hơi mới cho mình nè. Kẹo dừa dẻo. Đâu chị ra ăn thử miếng kẹo dừa dẻo thôi. Lấy tay luôn ha. Kẹo dừa dẻo, đây chị góc nhìn nè. Ê, kẹo dừa không đường nè. Không bỏ thêm đường nữa chứ không phải là không ngọt. Đó. Mình muốn mua gì thì mình mua làm quà. Mới, còn kẹo dừa cứng hồi xưa mình cứ ăn thử cái nào mình thấy ngon rồi mình có thể mình mua làm quà. Thơm không? Thơm không? Đó. Đâu chỗ nào làm đó? Lạnh không? Nhiều lắm, nhiều thứ lắm, đi đã luôn. Nói chung là có mấy cái bè này thu hút giữ chân khách du lịch. Lâu ở trên sông Cái Răng. Ô, đây nè. Trời, có mô hình làm dừa gì cần gì đi Bến Tre không ha? Rồi, Bến Tre bị Cần Thơ giật khách rồi, không cần bên. Khỏi cần đi Bến Tre. Làm thêm để bán du lịch thôi. Kệ, cũng biết được, cũng thấy được. Làm du lịch nhưng mà nó lớn hơn. Nhưng mà bị đánh cắp mô hình này rồi. Ở đây là cũng thấy được rồi. Quá trời nè bà con, nhìn khách du lịch nè. Mùa hè nè, miền Tây của mình, Cần Thơ đón khách du lịch. Một lượng khách đông, hôm nay mới thứ ba nha. Tôi nói bây giờ hả, toàn là tàu du lịch không. Mấy cái tàu bán trái cây không có nhiều chân. Để đi đường bộ hết trơn rồi, giờ có cao tốc mà ta đi đường bộ hết trơn. Toàn là dân du lịch với nhau không. Dân du lịch gặp nhau với mấy cái tàu bè buôn bán đồ ăn này kia, còn mấy cái ghe bán trái cây, bán củ quả, chắc thời gian nữa chắc cũng không còn quá. Mà không còn nữa chắc là chợ nổi là không còn luôn quá, đi ra toàn là dân du lịch với nhau. Ai nó không biết được, nhưng mà nói chung ít tàu buôn bán hoa quả trái cây hơn ngày xưa, quá trời đồ luôn rồi, quá trời những cái sản phẩm tha hồ lựa chọn. Khách du lịch đến đây chắc khoái những cái mô hình này. Món lá nhìn thì cũng giống Việt Nam, nhưng mà cái này nếu mà Thái Lan hay là đâu đó thì cũng giống luôn. Quá trời luôn, phát triển. Cái này là mới ở có một điểm dừng chân thôi đó, mà tính ra tới 4-6 cái bè gì đó họ ghép lại, họ làm kết hợp dịch vụ nhiều thứ. Rồi còn mấy điểm khác nữa. Còn của hai người kia đâu rồi? Lạc lòi đâu rồi? À, còn Giang đâu? Giang quay trực tiếp hả? Thôi mình kết thúc ở đây nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Quá trời nhiều rồi. Buồn ngủ hả? Dậy sớm có buồn ngủ rồi. Hai em gái Quảng Ninh đây. Còn người nam ở đâu rồi? Quay ra mất tiêu rồi. Thôi tạm biệt nha. Đây dừa, kẹo dừa. Kẹo dừa với cơm nổ, lò kẹo dừa, lò cơm nổ.